Nỗi đau thật ra cũng là những xúc cảm rất đẹp, nếu mình luôn biết gìn giữ nó cho những phút giây riêng. Dù có tổn thương bao nhiêu cũng được, chỉ cần đó là tình yêu mà chính mình lựa chọn. Dù có tiếc nuối chừng nào cũng được, chỉ cần nhớ là vẫn còn có ngày mai. Trong một khoảng không vô định, ta ngồi nhặt những mảnh vụn vương vãi trong lòng, mảnh to, mảnh nhỏ, không vừa vặn cũng chẳng khít cạnh nhau, thế mà lại đủ để chắp vá thành một câu chuyện dài, sâu ngổn ngang và đứt quãng. Tôi ngồi lặng lẽ trong tiếng nhạc du dương của buổi trưa hè, tại quán cà phê quen, đôi mắt ngắm nhìn khoảng không bao la ngoài kia, với cơ số là xe cộ, nhà cửa và người. Bỗng có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Tại sao những con người ngoài kia cứ xô bồ theo những thứ vật chất phù phiếm như vậy? Và liệu rằng tình yêu có được coi là thứ phù phiếm hay không? Dĩ nhiên tôi không thể lý giải được điều đó, vì cuộc sống này chưa cho tôi tấm bằng tốt nghiệp để ra đời. Tôi hớp nhẹ một chút cà phê, hôm nay vị của nó hơi đậm thì phải. Tôi vẫy tay gọi anh quản lý tới và hỏi: "Hôm nay có vẻ anh pha cà phê cho em hơi đậm." Anh quản lý mỉm cười, xin phép uống thử ly cà phê của tôi rồi chép miệng: "Em suy nghĩ nhiều rồi, vị cà phê hôm nay vẫn như thường ngày em uống mà." Anh vỗ vai tôi rồi ngồi xuống đối diện với tôi: "Hôm nay em có chuyện gì đúng không? Nếu em thấy buồn thì anh sẵn sàng lắng nghe em đây." Khi nào cũng vậy, mỗi khi tôi gặp chuyện không vui, anh chàng quản lý tên Nam lại dành chút thời gian quý báu của mình để lắng nghe những điều không vui ấy. Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy rất ổn, ổn hơn bao giờ hết. Tôi không cảm thấy buồn phiền gì hết, cũng không cảm thấy khó chịu điều gì. Chỉ là tôi đang có một số nút thắt trong lòng, cần có ai đó tháo ra giùm tôi mà thôi. "Ha ha, em hỏi anh những câu ấy thì anh cũng không có đáp án dành cho em rồi. Vì cuộc đời này luôn có những điều kỳ diệu, đòi hỏi người ta phải tự mình khám phá em ạ." Nói rồi, anh đứng dậy và tiếp tục công việc của mình. Nhìn anh, tôi cảm thấy chắc hẳn vợ con anh phải hạnh phúc lắm khi có một người đàn ông mẫu mực như vậy ở bên. Còn tôi có ai ở bên? Đã chẳng còn ai nữa rồi. Sau những vấp ngã trong tình yêu và cuộc sống, tôi đã chẳng còn động lực để đứng dậy và bước tiếp nữa. Đôi chân của tôi đã mệt mỏi quá rồi, và trái tim của tôi cũng đã chai lì với những thứ cảm xúc mang tên tình yêu. Tôi chỉ còn biết thở dài trong những hồi ức đẹp tươi của một thời xưa cũ mà thôi. Vào cái khoảnh khắc biết mình mãi mãi không còn có thể bên nhau vui cười, biết mình mãi mãi không thể ngủ gục trên vai ai đó, có một khối ân tình nặng nề rơi xuống trong lòng, vì biết cũng không thể níu kéo, nên để người và ta ra đi trong thanh thản, để sau này, câu chuyện tình tuyệt vời sẽ không bao giờ biến thành một câu chuyện đẫm nước mắt và bi ai. Dẫu nỗi lòng quặn thắt và trái tim như chờ khi vỡ vụn.
Thưa chị, em có thể ngồi đây được không? Một chàng trai chạc tuổi 22 cất tiếng. Tôi gật đầu để cậu ta ngồi xuống đối diện tôi. Đó là một anh chàng sinh viên. Tôi đoán vậy bởi phong cách ăn mặc cũng như tấm vé xe bus màu hồng sinh viên rơi ra từ túi áo của cậu ta. Sao cậu lại muốn ngồi chỗ này? Tôi nhìn cậu vẻ ngạc nhiên hỏi. Cậu cười. Em cũng thường lui tới quán này. Em ngồi ở góc bên kia. Cậu vừa nói, vừa hướng tay chỉ về chỗ góc trái của quán, một chỗ khá tách biệt và yên tĩnh trong quán. Em thấy chị cũng thường tới đây, lại ngồi một mình nên... Thì ra tôi già thật rồi, đến các bạn sinh viên còn xưng chị em với tôi. Có chút hơi buồn, tôi hiểu ý của cậu trong câu nói nửa chừng ấy. Cậu muốn chia sẻ với tôi những điều tôi đang cố giữ trong trái tim nhỏ bé này. Nhưng vì sao cậu lại muốn làm điều đó? Bởi vì em cũng đã từng cô đơn và mệt mỏi với cuộc sống này. Em cảm nhận được điều đó từ đôi mắt của chị. Đôi mắt ấy nói rằng trái tim chị đang cô đơn. Tôi bật cười trước những lời nói không mấy liên quan đến khuôn mặt trẻ măng của cậu. Nhưng chính những điều ấy lại khiến tôi thấy cậu sinh viên này thật thú vị và có điều gì đó rất dễ gần. Cuộc đời đúng là lạ thật. Đôi khi ta đi mỏi chân để tìm kiếm một người bạn tâm sự. Nhưng cũng đôi khi lại có ai đó bỗng dưng đến trước mặt ta và cho ta những lời khuyên chân thành hơn cả những người bạn thân nhất. Người ta gọi đó là duyên, còn với tôi, cậu là một phép màu. Tôi và cậu nói chuyện với nhau về những gì liên quan tới cuộc sống này, nhất là tình yêu. Cậu không cho tôi biết tên hay thân thế, chỉ biết rằng cậu là một sinh viên năm cuối sắp ra trường mà thôi. Cậu khiến tôi khá tò mò về cậu, bởi vì hôm ấy, thực sự những câu chuyện cậu kể đem lại cho tôi sự thoải mái mà bấy lâu nay tôi chưa thể có lại được. Kể từ khi chia tay với Duy, tôi đã dừng mất đi sự thoải mái và sự tin tưởng với bất kỳ người đàn ông nào. Vậy mà giờ, người đem lại cho tôi điều ấy lại chính là một cậu trai trẻ không hề quen biết. Chị biết không, nếu ví tình yêu là một cái bánh kem ngọt ngào, thì chúng ta là những con ruồi chỉ biết sa vào chiếc bánh ấy. Và khi thưởng thức hết những vị ngon của chiếc bánh, một số con ruồi sẽ bay đi để tìm những chiếc bánh khác. Số còn lại thì sa lầy trong những cảm giác đê mê của hương vị mới ăn và cuối cùng chết lặng đi với những ảo mộng của bản thân nó. Tôi cười một cách vô tư với sự ví von kỳ lạ của cậu, nhưng ngẫm lại thì hẳn đúng là như thế. Và có lẽ tôi là một trong số những con ruồi sa lầy trong ảo mộng để rồi chết với những cảm xúc của bản thân. Chẳng ai than trách gì, em đã cố hết sức níu lại.
thân trái xin em đã cố hết sức níu lại, không để tim mình ngừng đời. Quay lưng đi và ngay chốn đây là người con gái đã yêu anh rất nhiều, nhưng có lẽ số phận không cho đôi ta được gần bên nhau. Số phận hàn bài ca năm xưa dưới cơn mưa, một ngày tâm tư đang rối bời buông yêu thương nhưng đau lòng vì em chưa chị nghĩ sao về những người cũ chị đã quen? Tôi bần thần một chút trước câu hỏi của cậu. Chưa bao giờ tôi nghĩ về điều đó, bởi vì những người tôi yêu trước kia chỉ đơn giản là muốn trao hết tất cả tình cảm cho họ mà thôi. Nhưng ngẫm sâu vào họ, có lẽ họ có một điểm chung là tới khi tôi đang buồn, đang cần một bờ vai để tựa vào, và ra đi khi tôi đã gần như cho họ hết tất cả những gì mình có. Có phải những chàng trai đối với con gái đều như vậy không em? Tôi quay qua hỏi em sau khi nghiệm lại chính cuộc đời của mình. Em mỉm cười trước câu hỏi của tôi, rồi lắc đầu ra vẻ bí hiểm. Đàn ông đơn giản lắm chị ạ. Họ cũng cần một người để có thể yêu thương. Họ cũng cần những phút giây được yêu thương. Cậu hớp một hớp cà phê rồi lại nói tiếp. Đàn ông họ không ích kỷ cho riêng bản thân họ đâu. Chia tay là tới từ hai phía, không thể trách riêng cánh đàn ông được. Có lẽ cậu nói đúng, mỗi lần chia tay của tôi đều tới từ hai phía. Có khi là anh có người khác, có khi là tôi cảm thấy hết yêu anh rồi. Nhưng tụ chung lại, mọi lý do đều bắt nguồn từ hai phía. Khi tới với Duy, tôi cũng đã yêu như bất kỳ mối tình nào của tôi trước đó. Yêu một cách chân thành và mãnh liệt. Một cô gái cung song tử như tôi rất dễ dàng nổi nóng và có lòng tự tôn rất cao. Ấy thế mà tôi đã chấp nhận bỏ hết để yêu Duy. Cảm ơn em nhiều lắm, tôi nói trong tiếng nghẹn lòng. Cậu trai cười, ra vẻ không có gì. Tôi và cậu hẹn gặp nhau vào một chiều khác để có thể nói thêm về những điều đơn giản khác mà tôi chẳng thể thấu ra. Chiều dần tà bắt đầu buông xuống. Quán cà phê lúc này đông người hơn, đủ những thành phần người ồ ạt vào trong quán, như tránh đi vị nóng nực của Sài Gòn. Các bạn vừa lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Bình Yên Nơi Trái Tim của tác giả Nhật Duy gửi về cho chương trình. Xin mời các bạn đón nghe phần tiếp theo vào chương trình radio kỳ tới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình radio của website curly.vn, được phát trực tuyến tại website curly.vn. Mọi thư từ đóng góp xin gửi về email curly.vn@gmail.com hoặc website www.curly.vn. Chúc các bạn một buổi tối ngọt ngào. Cách xa nhau như vậy, tại sao còn nghe thấy như mới đây nào ấy, ta còn tay nắm tay. Ngày hôm qua đắm say, chuyện tình mình ôi ngất ngây. Hôm nay lại chia tay, đau đớn vậy. Cho
dâng khóe dầu